Giải ngân hà xoắn chứ không phẳng. Phát hành trên tạp chí khoa học nổi tiếng của Mỹ tuần qua, các nhà khoa học tới từ Đài Thiên văn Vũ trụ học thuộc Đại học Tổng hợp Wazawa đo khoảng cách từ hàng nghìn ngôi sao thay đổi độ phát sáng trong giải ngân hà, hay còn gọi là sao biến quang, để xác định tọa độ của chúng. Bằng cách so sánh và tổng hợp dữ liệu độ sáng của sao biến quang, các nhà khoa học Ba Lan xây dựng nên bản đồ có độ chính xác nhất từ trước tới nay về giải ngân hà. Theo bản đồ được phát họa 3 chiều, thiên hà của chúng ta không phải một đĩa phẳng mà nó có 4 nhánh xoắn ốc với 4 chiều uốn cong lên trên và chiều kia uốn cong xuống dưới giống như hình chữ S. Độ dày của đĩa không giống nhau, nó loe về phía rìa của nhánh xoắn, được mô tả như hai ống quần bò của những năm 1970. Nhóm nghiên cứu cũng thấy rằng những sao biến quang có tuổi đời non trẻ hơn thường nằm gần trung tâm giải ngân hà, còn những sao biến quang có tuổi đời già hơn thì ở xa. Mô phỏng trên máy tính cho thấy đã xảy ra các sự kiện hình thành các vì sao cách đây từ 64 đến 175 triệu năm, từ đó dẫn tới sự hình thành các sao biến quang như ngày nay. Theo tạp chí khoa học, nghiên cứu giúp các nhà khoa học nhìn nhận về thiên hà theo cách hoàn toàn mới. Trong nhiều năm, các nhà thiên văn học phải dựa vào phép đo từ các thiên hà khác để suy ra kích thước và hình dạng của dải ngân hà. Tuy nhiên, những dữ liệu mới, bao gồm bản đồ sao biến quang của các nhà nghiên cứu Ba Lan và bản đồ hàng tỷ ngôi sao được chụp lại từ vệ tinh Giza châu Âu, đang giúp các nhà thiên văn xác định vị trí của chúng ta trong số các vì sao trên bầu trời.